Tên tôi là Mohamed Hafiz Gomez bin Abdullah. Tôi bị bắt ở bên sân ngoài Tân Sơn Nhất. Tôi mang theo khoảng 5.000 nhân tục lạc. Sinh năm 1989, quốc tịch Thái Lan, án phạt chung thân. Tôi là quốc tịch Đài Loan, vi phạm luật pháp Việt Nam, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi đã ở trong này 10 năm rưỡi vì tội buôn lậu trốn thuế. Tên tôi là Mohamed Hafiz Gomez bin Abdullah hoặc Hilton Gomez. Tôi là quốc tịch Malay. Tôi bị bắt ở bên sân ngoài Tân Sơn Nhất. Tôi mang theo khoảng 5.000 viên thuốc lắc. Khi bị bắt thì nói thật, mình biết là mình thua. Bởi lúc đó là vì một sai lầm, bởi một chút tên thôi. Thì một sai lầm thì mình phải trả giá. Đi tòa án thì phát chứng thơm. Lúc đó thì nói thật mà nói trắng lắm. Nhưng sau khi một thời gian, mình hiểu được là làm sao cũng mình phải ở thôi. Bây giờ vui hay là buồn phải ở thì cứ sống đi, vì mình chưa chết. Và ngày xưa thì tôi ghét cầm bộ đây, xin lỗi nói thật, ghét bởi cấm hiểu thôi. Có lẽ bởi tôi vẫn cứng đầu, một ngày quậy phá, một ngày ăn chun thân, mình suy nghĩ là mình đã không có gì sợ nữa. Lúc đó thì mình cứng đầu, cầm bộ nói một thì mình nói hai, lúc nào vẫn trong đói không. Nhưng sau khi một thời gian thì mình cảm thấy là ví dụ mình không chấp hành nội quy, nhưng cán bộ thì không xử lý, nhắc nhở. Thì mình hỏi lại bản thân mình, nếu như người khác thì đã vô, đã mất giảm án rồi, nhưng tại sao mình thì chữa? Đó, mình thử hỏi bản thân mình tại sao cán bộ này thân mình nhiều quá, mình đừng có làm cán bộ ngài. Phạm nhân Gomez ấy, thì trong cái quá trình mà tôi phụ trách, trước kia ấy, thì cũng là một những phạm nhân có những cái hoạt động vi phạm về nội quy. Đấy, nhưng mà sau khi qua một khoảng thời gian ấy, thì mình tiếp cận ấy, thì mình thể hiện bằng cái tình cảm con người để mình cảm hóa. Thì Gomez là sau đấy là cảm nhận được cái tình cảm ở cán bộ đấy, từ đó là anh ta là chấp hành là rất tốt. Tôi nói thật là tạo điều kiện cho tôi, một người giống như tôi không bao giờ làm một ngày đổi chứng được, vì ngày xưa tôi là một ngày quậy phá, nhưng tin tôi xíu, tạo điều kiện cho tôi quản lý được một đội, và đội của tôi rất là cưng, ra kế hoạch là xong. Tôi là một người thích cày tàu, không thích ngồi im. Bây giờ tôi làm đội trong chỗ, đội ở trong đó, và tôi rất là vui vì chăm sóc trăm hoa giống như người yếu của mình. Hôm nay mình cắt kiêu này, ngày mai cắt kiêu khác, thay đổi xíu. Nó giống như một người phụ nữ hôm nay sẽ áo đen, ngày mai áo trắng này, nó thấy nó hấp dẫn hơn xíu. Mỗi khi công việc mình làm thế nào đó thì trước tiên mình hướng dẫn cho Gomez xong thì để truyền đạt lại cho các phạm nhân khác để thực hiện theo cái quy trình, anh ta là chấp hành là rất tốt. Từ 2002, tôi phải có một người phiên dịch, và khi nào mình muốn tâm sự riêng cũng không được. Tự nhiên thì mình hỏi, mình mua một cái tu điên ăn Việt, ví dụ cigarette tiếng Việt là nói gì, nó có giết. Đó, mình tơ học, vì ở bên Carter thì mình tiếp xúc với người Việt nhiều hơn, người ta thích thì mình tâm sớm, mình nói chuyện. Khi nào người ta nói thì mình không hiểu, mình hỏi lại, mình tơ học thôi. Tôi chưa học hết đâu, vẫn còn rất nhiều điều phải học. Văn hóa của Việt Nam ra sao, khi nào mình ăn cơm với người lớn thì sao, nó có rất nhiều điều mình chưa học được. Vì học thì không bao giờ hết, nói thực tế mà nói. Ví dụ tôi biết 6 tiếng, về tiếng Việt là 7 tiếng, nhưng mình nói muốn học thì không bao giờ hết được. Bao nhiêu là đủ. Ở tô bên đây thì nó thoải mái. Thật sự mà nói là thoải mái. Từ 5 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều, tôi được ngoài làm việc, mà được hít thơ. Nó thoải mái, phê nắng, xíu phê mở. Mơ hay là gió mình thấy được. Để mình nước ngoài, 13. Về giải trí ở đây thì sau các giờ lao động hoặc là ngày nghỉ, thì chúng tôi cũng có trong đấy có sân cầu lông, sân bóng chuyền. Rồi có bóng bàn để cho phạm nhân quốc tịch nước ngoài ta tổ chức chơi, có thể là giao lưu thi đấu. Rồi trong các cái ngày dịp lễ Tết tổ chức giao lưu thi đấu với khu bên Việt Nam.
Tới thời điểm này thì đa số các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài thì cũng đã yên tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ và họ cũng tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào mà trại phát động. Trước đây thì tôi học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành là tiếng Anh. Cái lý do mà học tiếng Anh thì đó là một cái đam mê. Và khi mà thi vào trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi cũng nghĩ là sau này là tôi ra tôi cũng chỉ có đứng trên bục giảng và truyền đạt cái kiến thức cho học sinh hoặc là sinh viên thôi. Thực sự thì cũng không nghĩ là sau này mình sẽ có thể đứng trong lực lượng công an nhân dân. Cái thời gian đó thì là do đơn vị có cái nhu cầu là tuyển cán bộ có biết tiếng Anh để mà phục vụ cho cái nhu cầu thực tế là đơn vị có quản lý giam giữ cái số phạm nhân là người nước ngoài. Tôi quyết định là mình không làm giáo viên nữa mà sẽ trở thành một nữ công an. Người học ở đây của tôi là rất là nhiều lứa tuổi, có thể là 18, 20 hoặc là kể cả những người lớn tuổi. Ví dụ như lớp tôi đang dạy bây giờ thì có một phạm nhân là gần 60 tuổi, nhưng mà cái tinh thần, cái học hỏi của người ta vẫn muốn học tiếng Việt để họ có thể thuận tiện hơn trong cái cuộc sống ở đây. Đặc biệt ở đây là cái tiếng Việt thì có thể giúp cho họ thiết thực nhất là cái giao tiếp hàng ngày với cán bộ, với những phạm nhân khác để họ có thể hiểu luật pháp Việt Nam, hiểu những quy định ở trại giam và từ đó là họ thực hiện tốt, họ chấp hành tốt để họ có thể sớm trở về với cộng đồng. Tôi đã cưới một cô vợ Việt Nam và tôi có một đứa con trai người Việt. Thỉnh thoảng họ vào đây thăm tôi, con trai của tôi còn nhỏ và vì vậy tôi muốn học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với nó. Với tiếng Việt, phát âm thì không quá khó, nhưng viết thì rất khó vì tiếng Việt có các dấu. Ví dụ như khi viết nhà, nhỏ, bà, mẹ, tôi phải thêm các dấu nặng, sắc. Vì vậy, viết khá là khó với tôi. Tiếng Việt rất khó để học, nhưng cô giáo của chúng tôi biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Vì vậy, cô có thể giúp chúng tôi rất nhiều. Hiện tại thì là do cái nhu cầu công việc cần thiết, số phạm nhân nói tiếng Anh và tiếng Trung đang chiếm đa số ở đơn vị trại giam Thủ Đức, cho nên là tôi cũng được đảng ủy và lãnh đạo đơn vị cũng như lãnh đạo cấp trên rất là quan tâm, tạo điều kiện cho tôi cùng một số đồng chí nữa. Vừa rồi thì chúng tôi có trải qua một cái lớp bồi dưỡng ngoại ngữ. Trước đây tôi cũng có căn bản về tiếng Trung, nhưng mà cũng thông qua cái lớp này thì mình cũng có thể tự tin hơn trong cái giao tiếp với phạm nhân, trong cái cách truyền đạt với phạm nhân. Ngoài ra thì tôi cũng phải hàng ngày thì cũng nghe những cái bản tin để làm sao cho cái kiến thức, cái ngôn ngữ của mình nó không bị mai một đi. Đa số các phạm nhân là người nước ngoài thì họ không biết tiếng Việt và họ chỉ sử dụng cái ngôn ngữ của bản địa của họ. Vì vậy, chúng tôi cũng muốn xây dựng, thành lập một cái lớp học tiếng Việt để nhằm giúp họ không chỉ biết để giao tiếp hàng ngày, biết để họ đọc và nắm được cái nội quy cơ sở giam giữ và những cái tiêu chuẩn khi chấp hành án tại trại để họ chấp hành. Nói chung là tới thời điểm này thì cái lớp học đó cũng thành công. Thì đa số các phạm nhân tham gia lớp học này cũng đã biết đọc, biết viết và cũng chia sẻ được tâm tư, nguyện vọng đối với cán bộ trại.
Tính đến hôm nay thì là cái thời gian tôi công tác ở đơn vị đã được gần 10 năm. Thời gian đầu thì lúc đó là sinh viên mới ra trường, cho nên là có nhiều thứ, những cái tôi học ở trong trường nó không có liên quan gì đến trại giam cả. Nó cũng không liên quan gì đến cái công tác thi hành án hình sự. Cho nên là khi mới ra trường thì cũng rất may mắn là được các lãnh đạo, các đồng chí cùng công tác với tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm, họ cũng hướng dẫn tôi rất là nhiều. Thì từ đó mình có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị mà mình đã được giao. Chạy cho học xong một chút nữa thì lúc người ta biết đọc, biết viết rồi, người ta ham lắm. Đấy, có thể là mới bắt đầu biết đánh vần từng chữ rồi bây giờ biết đọc sách, đọc báo rồi lên ham mượn. Đấy, ngày nào cũng có phạm nhân lên mượn, nhưng mà chúng tôi chỉ tổ chức là cho mượn một tuần là một lần, khoảng độ 10 cuốn rồi người ta đọc quay vòng lại, xong tuần sau người ta lại trả lại mình. Nếu tính đầu sách thì phải vài ngàn, chủ yếu là về pháp luật, về nhân văn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, về cái cách sống rồi là của Hồ Chí Minh với những cái tấm gương mà vượt nghèo vượt khó. Thư viện này là có nhiều lớp, nhiều sách, có sách tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa, cũng nhiều sách để cho mình học văn hóa, để đọc được nội dung, ví dụ câu chuyện, ví dụ là cái lịch sử, ví dụ là chiến tranh, nhiều loại lắm. Tôi thích đọc sách những loại là Trung Quốc. Việt Nam thì chưa đọc, bởi vì đang học văn hóa, chưa đọc lên nhiều, thì đang học, mai mốt học cao lên thì sẽ đọc được. Đọc sách nhiều thì tốt cho mình ở đây cải tạo, mình cái tâm lòng bình tĩnh hơn, thì mình có thời gian thì đọc sách, không có suy nghĩ cái khác. Đội nước ngoài này thì cũng mới chuyển về đây. Trước thì đội nước ngoài một số chị em cũ đấy thì cũng có cải tạo ở khu phân trại số 1 này, nhưng mà có chuyển về trại giam Đông Hòa 3 năm nay, thì bữa nay lại chuyển lại, thì cái số chị em đó thì vẫn quen thuộc đối với tôi, chỉ có một số chị em mới. Cái mức án của các chị 38 phạm nhân nữ thì có 20 phạm nhân trung thân, và một số phạm nhân rất là cao. Chỉ có một số ít phạm nhân là án ngắn thôi. Cho nên là cái vấn đề tư tưởng của các chị là nó cũng rất là nan giải. Do lúc đó thì thiếu suy nghĩ của mình thì cho nên mình mới rơi vào chỗ này. Phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thì án phạt chung thân. Bị bắt từ năm 2011. Thì ở đây cũng cần 9 năm ạ. Tâm trạng lúc đó thì tệ lắm. Thì không có tinh thần luôn. Mình suy nghĩ là rất là tiêu cực. Mình không biết phải làm sao như thế nào. Án thì chung thân, chừng nào mới về, suy nghĩ đủ thứ lắm. Từ từ thì cán bộ gặp mình, xong rồi động viên mình, giải thích cho mình là mình chung thân, mình cũng có cơ hội mình về. Rồi ở tới 12 năm thì mình sẽ được bản án xuống 30 năm. Thì sau đó mình chấp hành tốt và tiếp tục được giảm. Từ từ thì mình cũng tiếp thu, rồi mình cố gắng, rồi có học tiếng Việt, cái nọ thì tâm trạng của mình rất là tốt hơn, tốt lên. Cái suy nghĩ tiêu cực thì nó dần dần biến mất. Nhà bố là mấy anh chị em? Hai chị em à, em người lớn. Lớn em nhất. Là chị cả? Dạ, chị cả. Em thứ hai là trai gái? Gái ạ. Gái là đang ở bên... Dạ, đang ở bên Thái. Bên Thái. Ba mẹ có tin tức gì hay là hỏi han gì, hỏi thăm gì mình không? Có. Thì mỗi lần anh Sử lên thăm thì có ba mẹ có nhắn tin, viết thư qua. Nhắn tin, thư qua có động viên? Dạ, có động viên. Từ khi chuyển về trang Hữu Đức bây giờ đó, được hơn chục ngày.
cái sức khỏe của chị thế nào? Sức khỏe cũng tốt ạ, nhưng mà tại hồi mới đây mấy ngày á, thì do không có quen với thời tiết cho nên hơi bị cảm chút xíu, nhưng mà bây giờ đỡ rồi. Cái lúc mà bị cảm thì có cán bộ y tế có chăm sóc không? Dạ. Tận tình hay là có động viên gì? Cán bộ y tế cho thuốc đầy đủ lắm, cũng một thời gian cũng hết rồi ạ. Để cũng hỏi thăm sức khỏe hoài. Thế còn các chị em khác thì thấy theo lúc mà lên đến giờ thì bố thấy chị em khác thì có biểu hiện buồn thì thay đổi cái môi trường cải tạo không? Cũng nói chung là phần lớn mấy chị cũng phấn khởi lắm. Mấy chị cũng phấn khởi đi thay môi trường mới vậy đó. Thì cặp cái mới á, thì ai cũng phấn khởi. Thì bản thân bố á, thì cán bộ rất là tin tưởng, thì về cái chữ nhanh nhẹn và cái biết một số thứ tiếng nên cán bộ cũng rất là tạo điều kiện và chọn bố làm tự quản giúp việc cho cán bộ. Chị em thì có 10 quốc tịch thì bản thân bố chỉ biết được 3 thứ tiếng thôi, cho nên là cố gắng làm sao mà hòa đồng với chị em, gần gũi với chị em để xem cái tâm tư nguyện vọng của chị em hàng ngày hay trải lòng mình thì qua chị có gì báo với cán bộ, cố gắng là làm cái nhịp cầu. Cán bộ yên tâm thì em cũng sẽ cố gắng để làm cầu nối cho chị em phạm nhân với cán bộ, vì em cũng có lợi hơn một số người thì người ta không biết tiếng, muốn nói chuyện với cán bộ thì người ta cũng khó khăn hơn, thì em cũng hiểu cái điều đó thì cán bộ cũng yên tâm. Thì đối với phạm nhân là người nước ngoài thì quản giáo phụ trách tổ đội phạm nhân thì có những cái ưu ái đặc biệt hơn, vì bản thân họ thì khi qua đây chấp hành án thì gia đình họ ở xa, thì vì vậy nên cái việc thăm nuôi cũng rất là khó khăn, nên ít phạm nhân mà được gia đình từ bên nước ngoài qua để thăm nuôi, chỉ lãnh sự quán thôi. Có một số phạm nhân thì không có lãnh sự quán thì họ cũng không được thăm nuôi, vì vậy cái tình cảm của họ thì cũng rất là thiếu thốn rất là nhiều, vì vậy quản giáo cũng hiểu được cái sự thiếu thốn đó, vì vậy họ cũng gần gũi và động viên chia sẻ nhiều hơn để bù đắp lại những cái gì thiếu thốn, để hiểu được, để chia sẻ, để nhằm động viên phạm nhân yên tâm cải tạo. Thì bây giờ là tôi là đội trưởng của đội nữ nước ngoài, thì công việc mỗi ngày thì coi chị em có làm đúng công việc của họ hay không, ấy là phân công cho chị em làm công việc. Có ai khó khăn thì mình thì giúp đỡ người ta, rồi hoặc là người không biết tiếng thì mình cũng cố gắng giải thích cho người ta để cho người ta hiểu, ý là mình làm cầu nối giữa chị em và cán bộ. Alo. Cảm nhận mọi thứ xung quanh rất là ổn, rất là tốt, thì cái điều kiện sống thì cũng rất là thoải mái, rất là khác nhưng so với lúc trước mình suy nghĩ là trại giam thì khủng khiếp lắm, về trại giam mà thế này thế nọ thì nó rất là khác. Môi trường sống ở đây rất là tốt, có được cải thiện, được trồng rau xanh, trồng xong rồi mình cũng ăn luôn. Rồi môi trường cải tạo thì cũng không khí thì cũng rất là vui vẻ, với lại cán bộ quản giáo cũng rất là quan tâm. Trong khu vực này đều là của cán bộ đang công tác ở đây hoặc là đã từng công tác ở đây. Thường thường khi mà cán bộ chiến sĩ lập gia đình thì là đảng ủy lãnh đạo đơn vị sẽ tạo điều kiện để cho cấp nhà công vụ, để cho cán bộ chiến sĩ có thể yên tâm công tác. Tại vì khi mà mình yên tâm về cái nơi ở, về gia đình thì khi đó chúng ta chỉ có tập trung vào cái công tác của mình thôi. Tôi có đến nay thì là có 2 cháu, một cháu đang học lớp 2 và một cháu thì là được 3 tuổi. Chồng tôi thì là cũng công tác ở đơn vị luôn, do là cái đặc thù công việc và biết được, hiểu được cái đặc thù công việc, tính chất công việc của nhau, cho nên là chúng tôi có thể thông cảm
cái việc đi sớm về muộn và thực sự cũng rất là cảm ơn chồng tôi trong cái việc chia sẻ công việc nhà đối với vợ mình, không có nề hà bất cứ một cái việc gì cả. Công việc của chúng tôi ở trại giam đó là một công việc đặc thù, có thể là bất kể ngày đêm, nhưng ở đây thì được sự quan tâm rất là tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, cho nên là tôi là cùng với một số chị em nữ nữa là chúng tôi không có trực đêm. Rồi là bên cạnh đó thì các đồng chí nam cũng gánh bớt công việc cho chúng tôi để mà chúng tôi có thể vừa hoàn thành công việc chính trị được giao và vừa hoàn thành cái làm tốt cái vai trò trách nhiệm là người mẹ, người vợ ở gia đình. Nếu như nói là tôi hồi hơn một cái, không bao giờ dính lời mà túi nữa. Thì có sự nghiệp của tôi sẽ làm, để kiếm tiền ra, nuôi mẹ lại. Vì gần 20 năm mình sẽ đồng góp gì cho gia đình. Bây giờ hai đứa con gái của tôi, cuối cùng tôi gặp là khi nó 3 tuổi. Nhưng hiện nay là 24 tuổi đó. Và họ có viết thơ và nói là đang đợi mình, đang để đi về. Tôi cảm thấy là tôi là một phạm nhân rất là hạnh phúc, vì tôi biết là rất nhiều người khi nào vào tù, vợ bỏ, gia đình thì không liên lạc được. Nhưng tôi cảm thấy tôi là một người rất là may mắn vì họ vẫn ở đó. Tôi có một ngày tôi rất kính trọng ở ngoài xã hội, bởi điều đó là tôi phải học hỏi nhiều hơn cho cô ấy không thất vọng mà không bốn vì mình. Vì phụ nữ của mình thì ví dụ như mình đã có một cái tình cảm mà cứ nói thẳng thắn, cô ấy sẽ hiểu mình nhiều hơn. Và cô ấy rất thông minh, cô ấy đã đi mà lại, đã gặp mẹ mình rồi, em trai em, gia đình mình cũng rất thích cô ấy. Nó có một cái bắt đầu rồi, cứ đợi. Vì ngày mai sẽ ra sao mình không biết đâu. Hi honey, em có khỏe không? Anh hy vọng em nhận được thơ này khi em luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha. Anh luôn nhớ đến em vì em là sức mạnh cho anh vượt qua thời gian còn lại của anh. Ba mẹ có khỏe không? Bảo rằng anh luôn nhớ và kính trọng ba mẹ nha. Anh hy vọng sau khi anh hết án thì anh sẽ gặp em và chắc chắn sẽ thương em nhiều hơn bản thân anh nha. Bây giờ em đi làm việc có mặt không? Cô nhớ nha, sau này anh sẽ làm việc kiếm tiền, cô sống thoải mái và hạnh phúc ở bên cạnh anh nha. Còn 10 tháng thôi, honey, anh được ở bên cạnh em rồi. Luôn thiếu thương và yêu em very nhiều lắm. Love you, bà xã. May mắn cô em, Gomez. Chào em tôi được cả một bên tuần, ngày 5 tháng 6, năm 2020. Với tôi là xã hội đang đời. Bắt đầu cái gì cũng là phải có một ngày nào nó hết. Thì bây giờ tôi đã ở được 19 năm 2 tháng rồi, còn 10 tháng thôi. Thì mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Vì tôi sắp về rồi, thứ nhất là tôi sắp về rồi. Và thứ hai đó là tôi biết là ở ngoài xã hội có rất nhiều người đang đợi mình. Thời gian qua là cảm thấy sung sướng. Thật sự mà nói là sung sướng. Vì mình biết là mình sắp về là mình sung sướng nhất là tôi. Mỗi người có tinh thần tốt, tích cực, rồi cố gắng để chấp hành tốt để mỗi người sớm được trở về. Ai vô đây thì một người về là tất cả cũng vui theo. Tại có một ngày nào đó là cái ngày của mình thôi. Mong muốn của tôi sau khi mãn hạn là được sống một quãng thời gian hạnh phúc với con trai của mình, trở thành một người bố tốt, dạy dỗ con tôi trở thành một người tốt, không mắc phải những sai lầm mà bố nó đã gây ra. Cái nghề của chúng tôi là cái nghề có thể nói như là một nghề trồng người. Nó là công tác giáo dục, nhưng chúng tôi không phải là giáo dục những thế hệ trẻ, mà chúng tôi là giáo dục những con người người ta đã từng lầm lỡ. Và làm sao để cái công tác giáo dục của chúng tôi có hiệu quả để đưa họ về cái con đường lương thiện. Sau này họ có thể trở thành một cái công dân tốt cho xã hội. Thì đó là cái điều mà tôi mong muốn nhất và cũng là cái tâm huyết của tôi.